chồng về đi. Lan nhượng kiểu gì bố chả về. Nhưng mà con muốn bố ở nhà cô. Rồi con ăn cơm đi, xong mẹ gọi bố về. Mẹ nhớ nhá. Vâng. Thích đi gì? Đi luôn đi. Người ra đi đầu không ngoảnh lại nhá. Này nhá, một vừa hai phải thôi nhá. Ôi. Ok, đuổi thì tôi đi, không về thì không về. Gì không ạ? Cơn mưa to nhỉ? Hào chưa về à? Vâng, ông ấy chưa về ạ. Nãy mạnh mồm như thế, chắc là quyết tâm rồi. Thế cũng được, đi cũng tốt. Sao bố chưa về ạ? Con đi vào kia chơi một lúc đi. Bác Mạnh ơi,
Vừa rồi nhá, áo đi lại đây. Em bao đưa ra công an. Hào à? Hào à? Sao cậu không hét lên để mọi người đánh như này? Hét làm sao được? Ông Quang ông ấy siết cổ, không thể nào mà gào lên được. Khổ quá đấy, anh đang học thoại thấy mày cứ lom khom, anh tưởng trộm. Mẹ sao không vào nhà? Sao nhà bác Mạnh làm cái gì? Vợ có cho chồng vào nhà đâu. Định sang bác Mạnh xin ngủ nhờ một đêm đấy. Ai lại thế? Vợ giận lên thì vợ nói thế thôi. Chứ đời nào vợ lại không cho chồng vào nhà. Thật, phải đấy. Cô Yên ơi, có chồng là phải nhốt lại. Đêm hôm thả rông như này á, có ngày mang con riêng mà cho nuôi lại bảo tại số. Nói được tay tình. Mà cô Yên khó tính thế này thì làm gì có chuyện đấy xảy ra. Anh Hào ơi, lần sau ấy anh về muộn mà không có chỗ ngủ thì anh cứ sang phòng em, hàng xóm ấy nhờ. Nhìn ơi, anh hay về muộn ấy. Kệ anh. Này này, mày có thích không? Mày tôi thà cho nhá. Đứng lên, đi về. Con đang tập vai mới, con đang đóng sát thủ. Sát thủ máu lạnh, con từ hầm nó vừa. Nhìn đây, đóng sát thủ máu lạnh. Giống thằng Điền ấy. Chồng biết sai rồi. Cô tha lỗi cho chồng nhá. Tưởng thế nào? Ra đi hoành tráng lắm cơ mà. Tưởng cũng về chứ. Anh nghĩ sao đấy? Chồng có là Tôn Ngộ Không, 72 phép thần thông thì cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay Phật tổ là vợ đâu. Thôi. Này, anh mà bay được tôi cho bay luôn, không phải về nữa. Thôi thôi. Tuồng trèo cải lương thế là đủ rồi đấy, nhá. Cả buổi chiều hai vợ chồng làm hoạt náo viên, chưa chán à? Hả? Thôi, mọi người, ai về nhà đấy? Giải tán. Ngủ đi, mọi người về ngủ đi. Nào. Đi đi về. Này, đừng giận nó nữa. Nó cũng biết lỗi rồi, đánh cũng đã bị đánh rồi. Khổ thân thằng bạn tao vãi ra. Rồi, tha. Phải nhớ đấy. Mày làm chứng cho tao nhá. Anh Quý là người lớn cũng phải làm chứng cho em. Lát vào phòng, đừng có mặt lật lọng. Biết rồi. Tao đi về phòng trước đây. Ê kìa, mở ra đây. Ủa như trẻ con ý. Em mở ra đi nặng quá. Không, thích ôm vợ thế này cơ. Đi ạ. Cún ơi, đây là thư cô Trang viết cho mẹ Yên. Cún mang về cho mẹ giúp cô nhá. Thư gì đấy hả cô? Đây là một bức thư thể hiện tình yêu của cô Trang với mẹ Yên. Cún giúp cô Trang nhá. Sao cô không thể ẩn tình cảm với con? Có chứ. Nhưng mà đợi khi nào cún lớn cún biết đọc đi, cô Trang sẽ viết cho cún một lá thư dài hơn của mẹ Yên luôn. Cún chịu chưa? Rồi ạ. Cô để trông cặp cho con nhé. Vâng. Chị Thỏ ơi, cho em chơi với. Không được, chị Thỏ chơi xong để lượt nhín. Đi mà chị, cho em chơi một tí thôi. Không, em muốn chơi, em lấy giấy ra đây chị gấp cho mà chơi. À, em có một tờ giấy. Đây chị. Kê để chị gấp cho. Đây của Cún đây. Em xin. Cún ơi, vào đi tắm con ơi. Vâng ạ. Cún ơi, cho tớ trông một tí. Này nhá, lát nữa Cún ra phải trả cho Cún đấy. Ừ, nhìn biết rồi. Cất ngay đi. Nếu không là thêm tội hối lộ người đang thi hành công vụ, anh càng bị phạt nặng hơn đấy. Anh đọc kỹ biên bản đi.
Nếu không có gì thắc mắc, mời anh ký vào đây. Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại tí ạ. Anh Nghiêm! Để ý cho tôi trường hợp này nhá. Anh đi đâu đấy? Tôi đến để trả tiền anh. Tiền gì? Thì tiền hôm trước tôi vay anh đấy. Anh quên à? Cái đó thì để lúc nào hẹn gặp nhau rồi trả. Chứ anh qua tận đây làm gì? Không, cứ có tiền là tôi phải trả ngay. Nhỡ đâu tiêu vào mất thì biết bao giờ mới trả nợ xong. Anh cầm tạm nhé. Chả là vợ tôi cũng có đưa tiền. Thế nhưng mà tôi nhỡ gửi về quê cho chị gái. Chị đang cần có việc gấp. Cho nên là chỉ còn có ngần này thôi. Anh cứ cầm lấy đi. Lúc nào có trả tôi sau. Ê, không, anh cứ cầm đi. Tôi đã nói rồi, không đáng bao nhiêu cả. Không, anh cứ cầm lấy cho tôi yên tâm nhé. Được rồi. Cảm ơn anh. À, tôi bắt quả tang nhá, công an giao thông nhận hối lộ của dân nhá. Đáng nhẽ tao với cái Trang phải tặng quà mày, bởi vì đang có lỗi với mày mà. Cái này của mày. Cái này của mày. Cả cái này nữa. Cái gì đấy? Đây là đồ chơi tao tặng Cún mà. Ê, tao tặng mày cái này lúc mày cưới mà. Tao nhớ là tao xin làm tăng ca, phải ứng trước 1 tháng lương mới đủ tiền mua cái này. Thì tao trả lại mày đấy. Vàng đăng lên, lời nhá. Yên, mày trả đồ bọn tao là có ý gì?